Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Theo người, nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng. Lịch sử đất nước ta từ trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay cũng đều có những đóng góp to lớn, vẻ vang, có đức hy sinh cao cả, có sự tảo tần, chịu thương chịu khó của người mẹ, người chị, hiện thân của lớp lớp các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong giai đoạn phát triển mới hôm nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị nghị quyết, đặc biệt là chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động, đồng thời là người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người. Đó chính là cơ sở để phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Lào Cai nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống, tự tin tỏa sáng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của mình trong mỗi mái ấm gia đình và trong sự phát triển của quê hương đất nước. Cũng từ sự quan tâm ấy, phụ nữ Lào Cai đã thực sự tự tin làm chủ chính mình, làm chủ gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội. Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu sẽ là nội dung chính được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên đề Học Bác kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, chị Nùng Thị Thu luôn mong muốn góp sức để xây dựng quê hương mình. Khát vọng ấy có cơ hội hiện thực hóa khi chị được phân công về chính quê mình làm bí thư đảng ủy xã. Gần 3 năm nay, nữ bí thư đảng ủy xã người Nùng đã góp phần mang đến những chuyển biến tươi sáng cho vùng quê Nấm Lư. Là thế hệ 8X, chị Nùng Thị Thu đã trải qua và thấm thía những gian khó nhọc nhằn của người dân quê mình. Sau 10 năm công tác ở Hội Phụ Nữ của huyện, đến tháng 7 năm 2021, được phân công về giữ chức bí thư đảng ủy xã, chị Nùng Thị Thu quyết tâm tìm cách giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Quyết tâm ấy bắt đầu bằng những chuyến đi thực tế xuống thôn, xã để gặp gỡ, thấu hiểu nguyện vọng của người dân. Bản thân tôi cũng có những cái trăn trở. Trước thì tôi công tác ở khối đoàn thể cũng chưa có kinh nghiệm để làm bí thư đảng ủy xã. Sau khi mà nhận được quyết định thì với cái quyết tâm của bản thân thì tôi cũng cố gắng học hỏi, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm từ những cái thế hệ đi trước để mình có những cái kiến thức cho phục vụ cho cái thực hiện nhiệm vụ của chính bản thân mình. Chè được lựa chọn là cây trồng chủ lực tại Nấm Lư. Tuy nhiên, để kiến thiết được những vùng chè hàng hóa như hôm nay, chị Nùng Thị Thu đã tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa. Bí thư là hay xuống, nhưng mà dạy cái gì cũng dễ hiểu ạ. Người Nùng thì nói tiếng Nùng thì dễ hơn ạ. Cái chè đây thì mang hệ tộc cổ cũng là tốt rồi. Cũng là một tháng thu 2-3 lần thì cũng đủ các cháu đi học rồi. Nữ bí thư đảng ủy xã Nùng Thị Thu đặc biệt quan tâm đến đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số và thanh niên trên địa bàn, luôn tìm cách để tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ và những người trẻ tuổi mạnh dạn, tự tin hơn trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, cống hiến xây dựng quê hương. Vấn đề phát triển kinh tế xã hội của chị em hội viên phụ nữ cũng như là đoàn viên thanh niên thì đồng chí cũng luôn luôn sát sao và chỉ đạo các ngành đoàn thể là tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ như là đoàn viên là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những cái mô hình như là mô hình đầm sen ở đây chẳng hạn như là công tác phát triển chè. Nấm Lư nổi tiếng với đặc sản lúa sén củ thơm ngon. Xã nghèo này cũng đang dần thay áo mới với trên 240 hectare chè san phủ xanh ở các thôn bản. Bà con cũng biết trồng nghệ, trồng quýt, chăn nuôi để tăng thêm thu nhập. Chặng đường thoát khỏi đói nghèo vẫn còn gian nan. Chị Nùng Thị Thu mong muốn sẽ khơi dậy được sức dân để tất cả đồng lòng đưa quê hương Nấm Lư ngày càng no ấm, mạnh giàu. Quý vị và các bạn thân mến, thôn Kim Chu Phìn 2, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, nơi sinh sống của gần 70 hộ đồng bào dân tộc Hà Nhì đang có những chuyển biến đáng kể. Cuộc sống của người dân được nâng lên từ những thửa ruộng bậc thang màu mỡ, nương lê trĩu quả ngọt hay ao nuôi cá nước lạnh. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của chị Lý Dì Xu, trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn, là nhân vật được chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong phóng sự sau. Chỉ một chiếc máy sát gạo cũng góp phần làm thay đổi cuộc sống của những người phụ nữ như chị Phà Đo Sơ. Không còn phải còng lưng bên cối gạo mỗi ngày,
giờ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái và bản thân. Giờ cũng được gặp gỡ chị em trong thôn, nghe những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống, như buổi chuyện trò hôm nay do chị Lý Dì Xu tổ chức. Cũng thay đổi nhiều rồi, cũng tốt hơn so với ngày xưa. Bây giờ thì như chị Xu nói, mình ăn cơm chung cũng, bố mẹ cũng không nói gì. Với lại đi làm cùng nhau. Dù chưa tới tuổi 30, Lý Dì Xu đã có nhiều năm tham gia công tác phụ nữ, kiêm cán bộ mặt trận thôn, là người con của dân tộc Hà Nhì. Hơn ai hết, chị Xu thấu hiểu đời sống đồng bào nơi đây, nhất là người phụ nữ vẫn còn chịu sự ràng buộc của nhiều tập quán lạc hậu. Và để cởi trói cho người phụ nữ Hà Nhì khỏi những ràng buộc ấy, chị mạnh dạn đi trước, làm trước. Những nét đẹp mình biết lưu giữ, còn những hủ tục đấy mình không cần lưu giữ. Dần dần tuyên truyền mình làm trước thì có những chị em nó cũng noi theo, vẫn làm theo ấy. Thì bây giờ nó cũng xóa bỏ đi được nhiều. Chị Xu đã dành nhiều thời gian để tuyên truyền, giải thích cho các bậc cao niên và cả những người đàn ông trong thôn biết bỏ cái cũ lạc hậu, biết san sẻ công việc nhà cùng phụ nữ. Kiên Chu Phiền 2 đã giảm hẳn tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3. Các gia đình đều cho con đến trường học chữ. Đồng chí cũng rất hăng hái, nhiệt tình, cũng là rất là năng động. Các loại nếu có vấn đề gì khó khăn, phải là đề nghị cấp trên hỗ trợ là khó khăn giải quyết. Đến mới có bây giờ đàn ông là đi công việc đàn ông, đàn bà đi làm công việc đàn bà. Không là như lạc hậu như ngày xưa nữa. Những đổi thay của Kiên Chu Phiền 2 có một phần công sức nhờ những cán bộ thôn bản mẫn cán như trưởng ban công tác mặt trận Lý Dì Xu biết vượt qua định kiến để thay đổi cuộc sống, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, khi được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện, phụ nữ các dân tộc Lào Cai ngày càng tự tin làm chủ chính mình, làm chủ gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội. Trong phát triển kinh tế, hiện có hàng vạn mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp do chị em làm chủ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Ở thôn Trúng Trải B, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, thực tế làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà Hoàng Thị Bình, chi hội trưởng chi hội phụ nữ đã truyền cảm hứng để phụ nữ Pa Xí trong thôn hăng hái làm kinh tế, từng bước thoát nghèo. Những vật đồi rộng gần 2 hectare này đã được phủ kín màu xanh của cây quýt. Đây là thành quả sau nhiều năm gây dựng của gia đình bà Hoàng Thị Bình. Diện tích đất này trước năm 2009 trồng lúa mỗi năm chỉ thu vỏn vẹn 10 triệu đồng. Dù kết hợp cả chăn nuôi nhưng gia đình vẫn không hết nghèo khó. Năm 2010, gia đình bà Bình mạnh dạn cải tạo, đầu tư trồng quýt. Ngay năm thứ 2 được thu quả, vườn quýt đã mang về cho gia đình nguồn thu hơn 80 triệu đồng và tăng dần qua mỗi năm. Qua già hoa các thứ mình gọi là mình phải làm thế nào để cho hoa quả sạch, với lại kể cả gốc ấy phun, mình phát không phun thuốc cỏ, mình toàn là dùng dao phát thành 4 đợt. Khách điện về thì mình cắt rồi gửi đi cho khách thôi, chứ không phải là tha đi các nơi khác bán. Quýt chín sớm đã xong vụ, quýt ngọt, quýt sen cũng sắp vào mùa. Khoảng đất trống giữa các gốc quýt, bà Bình đang thử nghiệm trồng hoa để làm du lịch. Ý tưởng xuất phát khi theo dõi các mô hình tương tự qua TV, xem trên mạng, được người phụ nữ Pa Xí này tự tin hiện thực hóa vào mô hình của chính gia đình mình. Lúc khách vào vườn lại không có cái gì để chụp ảnh, chỉ ngoài quýt ra không có thì lại gia đình lại muốn tìm hiểu về cái cây hoa để trồng hoa, xong đến mùa quýt thì khách vào hái quýt có thể có cái chụp ảnh trong hoa cho nó đẹp. Phụ nữ Pa Xí vốn rụt rè nhút nhát, hơn 10 năm làm chi hội trưởng phụ nữ ở thôn, bà Hoàng Thị Bình đã nỗ lực xóa tan mặc cảm đó, giúp chị em tự tin phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu. Qua cái mô hình của chị Hoàng Thị Bình, nó đã tạo một cái sự lan tỏa cực kỳ tích cực trong hội phụ nữ, không những là trên cái thôn Trúng Trải của thị trấn Mường Khương, rồi đến các thôn khác trên địa bàn thị trấn, mà thậm chí còn cả ở các xã khác nữa. Thì người ta cứ lan tỏa, nhiều chị em hiện bây giờ thì cũng đang hăng say vào những cái lĩnh vực này. Là một trong những hộ tiên phong trong việc đưa cây quýt về trồng trên đồi dốc đá, cũng đi đầu trong phong trào triển khai trồng quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bà Hoàng Thị Bình không giấu được niềm vui khi hướng đi của mình đã đúng đắn, mang ấm no đến với gia đình, phát triển cho bản Pa Xí nơi biên cương Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ là một mục tiêu lâu dài và khó khăn, bởi là vấn đề tư tưởng, nhận thức xã hội, là tồn tại mang tính lịch sử. Từ nhiều năm nay, cấp ủy chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt để xóa bỏ bất bình đẳng giới, tạo môi trường bình đẳng, thậm chí tốt hơn để chị em phụ nữ có điều kiện phát triển năng lực bản thân, trọn vẹn việc nước, việc nhà. Thông qua công tác và các hoạt động kinh tế xã hội, vai trò của chị em phụ nữ ngày càng được khẳng định. Theo thống kê từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 18.400 đảng viên nữ, chiếm 36,15% tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Nữ lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt tại các cấp chính quyền địa phương là 73 người, tại các ban, sở, ngành là 11 người. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ ngày càng được chú trọng, giúp tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp qua mỗi nhiệm kỳ. Đặc biệt là trong môi trường giáo dục và khoa học, đội ngũ nữ trí thức của tỉnh đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhiều người có học hàm, học vị và uy tín khoa học cao. Nguồn nhân lực của trường tôi thì hơn một nửa là nữ. Hiện nay thì trong 10 tiến sĩ và nghiên cứu sinh thì có 8 là nữ. Thì như thế để nói rằng là không những làm được mà phụ nữ còn làm rất tốt. Nhưng mà cái việc làm tốt của họ thì đòi hỏi một là niềm say mê, yêu nghề. Cái thứ hai nữa là cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân rất là nhiều. Đối với tỉnh ủy Lào Cai, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, các cấp ủy chính quyền của tỉnh rất quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Đặc biệt là đối với nữ lãnh đạo quản lý ở trong tỉnh thì cũng được quan tâm tạo điều kiện về cả cơ hội để học tập. Ví dụ tôi nói là cái đối với trường tôi chẳng hạn, cái chính sách đãi ngộ về đào tạo, nam giới nếu đi học nghiên cứu sinh ấy, để có bằng tiến sĩ thì chỉ được tỉnh hỗ trợ 300 triệu thôi, nhưng nữ giới thì được hỗ trợ đến 330 triệu. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã luôn phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật, đề án về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo địa phương, các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên đối với công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp thu những thành quả của công cuộc đổi mới, khẳng định vai trò, vị trí trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho cơ quan đơn vị địa phương. Khi những rào cản được xóa bỏ, phụ nữ các dân tộc Lào Cai đã thực sự tự tin làm chủ chính mình, làm chủ gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội. Trong phát triển kinh tế, hiện có hàng vạn mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp do chị em làm chủ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đời sống tinh thần, nhiều câu lạc bộ cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng đang phát triển rộng khắp với sự tham gia chủ động, hào hứng của chị em phụ nữ. Cái sự tham gia của phụ nữ ở đây, đó là cái tiếng nói của phụ nữ trong gia đình. Nó thể hiện cái vấn đề bình đẳng giới của phụ nữ đã được khẳng định. Chị em, rất nhiều các tổ chức hội, hội phụ nữ tại các địa phương đã phát huy được cái vai trò tham gia của mình trong các hoạt động xã hội tại địa phương và đặc biệt là đã góp phần rất thiết thực trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ là một mục tiêu lâu dài và khó khăn. Bởi là vấn đề tư tưởng, nhận thức xã hội, là tồn tại mang tính lịch sử. Từ nhiều năm nay, cấp ủy chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt để xóa bỏ bất bình đẳng giới, tạo môi trường bình đẳng, thậm chí tốt hơn để chị em phụ nữ có điều kiện phát triển năng lực bản thân. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tới đây thời lượng dành cho chuyên đề kỳ này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.